đây là giới thiệu anh em, đây là mấy cái đội Việt Nam này, đây là gọi là đi bới cỏ tìm gì anh em ơi? Bới cỏ tìm rau. Đấy. Cây nhà lá vườn rất chi là nhiều, những cái đường Nhật này là có rất chi là nhiều cây cây hành với cả cây ấy, hành. Nó như hành tím của mình ấy, nhưng mà rau cần đâu ấy. Ăn chi là ngon đấy, các bạn nhìn xem này. Ơ, thì cái cuộn này sao không ăn được? Đây là em Vân xinh gái này. Ăn được hết. À, đây là những cái củ em không biết luôn. Đây gọi là củ hành tăm mà ăn chi là ngon Việt Nam này, cái hành này ít tiền lắm này. Mua có một cân là phải tầm khoảng mấy trăm nghìn này. Đấy, nhưng mà Nhật này nó mọc đầy dường đường luôn. Đúng là Nhật này nó có loại là gọi là thừa hoặc là quá thừa luôn. Ủa? Cái rau cần đâu? Không phải cần đâu, thế mới hành. Đấy, toàn những cái cuộn hành nó to như thế này này. Về mà xào ăn hoa mắt luôn. Là chào chào mọi người các bạn. Xinh gái nào. Vân nó nói mọc cần mọc chất. Em quê đâu, em quê đâu, em quê đâu ấy. Đấy, đội quân này đi hái cả rau cần với cả rau kia thằng kia nó đang thả chim xuống để là câu cá à. Với cỏ tìm rau nào? À, với cỏ tìm rau đấy. Nhỏ. Củ này. Túi này hai túi này đầy. Hành mọc đầy đường. Chị thấy cái cuộn này. Đấy. Thích ăn. Lấy đi lấy. Đấy, đầu bếp đảm đang này. Đây là của anh, đây là hàng của anh. Ôi, nhìn ngon đấy nhở? Đây là loại. Đây này. Ô, bỏ bia ra. Vân vân đây, Vân mở cốp, xe lên lấy bia, À, có tôm nữa, cốp xe có tôm, có cả cánh gà nữa. Giấu bây giờ, Đâu anh giấu đâu, anh để cốp xe mà cũng quên. Anh mở bia đó. Giấu mày đẳng cấp. Đây em cứ mở ra, anh mở đây, anh mở, em ở mức là mở cốp đâu. Đây về che mặt tôi nhá. Ui nhìn ngon thế nhỉ. Việt Nam hơn nhau, xanh Nhật hơn nhau là cái điểm này đó anh em tôi rồi. Đấy. Cốc của em này nhá. Không cốc của em có. Đây là cốc của Tuyền. Khoai lang à cái gì nhỉ? Nước chè gì hay nước chanh? Chanh này. Đây là avocado à? Chơi nước chanh. Avodica. À, hai ấy. Có lấy này không? Chấm nước tương ớt hay chấm nước mắm? Nước mắm đấy. Lấy hay là ấn ạ? Ấn này. Có tương ớt mà. Ờ cái nút nó không có cái dấu. Đây nha, cốc lấy cái này luôn này, vừa ăn vừa ấy này. Khiếp. Đằng Vân đến đây ngồi. Thằng đầu bếp này chào anh em cái nào. Rồi. Nhá, lấy nha. Lấy gì? Nước mắm hay tương ớt? Chào Gigi Vlog. Đây đây đây. Pachinko, Pachinko Vlog à? Gigi Vlog đấy chứ. Gì Vlog? Gigi Vlog. Đậu củ chỗ này họ hàng nghìn người xem mà nó chuyện thế. Chán rồi. Chán đấy. Chém ra đây đúng rồi anh ạ. Ôi ăn tay là quen đi. Đấy. Đây là cái món gọi là tôm nha anh em. Vẫn đang ăn đấy dưới luôn nha. Món gì mày à? Ờ đúng không? Tori. Tori ni cự. Tori ni cự. Tori yaki. Ngon quá. Nó như là thịt. Cứ lắc đâu nhỉ? Bỏ đó đi. Ủa chạy quá rồi. Cá về lốt chứ, tôm thịt ra mới ăn được. Em từ từ ở trên ra ăn được. Cảo cảo cái đen đen đấy mà. Em cảo cái đen đen này. Ui. Ôi. Thịt nó đâu mà nhảy thế. Nó rau cỏ, rau mùi anh em. Ôi ngon rồi. Đấy, đây là bánh mì bát tê Việt Nam ấy. Thịt nướng cháy đấy. Mày gái không? Mày gái. Ôi, nhìn ngon. Thịt nướng. 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 Thịt nướ
nhìn thấy mặt mày thì về Việt Nam thì tiếng đấy. Em kiện, em kiện anh đấy. Cái gì nhỉ? Bắn gì nhỉ? Bắn quẹt. Tưởng quay thôi mà dễ à? Cho tớ ướp làm cái rau vào chứ. Không phải ông ăn rau cho ớp vậy? Thích vậy à? Mình đi. Một tí rau vào nó mất rồi. Này. Thôi đủ rồi. Hai thằng mày cũng ngon đấy. Phê luôn. Đu bánh mì cũng 7 cái. 7 cái đấy à? Đây là rau mùi, rau mùi. Ăn đi mày. Rau mùi mình nhất có này. Đéo ăn. Quá ngon luôn. Nó để bụng lắm, ăn bánh kem mà. Chéo ăn. Để bụng bánh kem. Ngon. Úi dồi há mồm. Cái gì đấy hả? Úi dồi nó bạm. Có là uống bia, quảng cáo bia đâu nào, lấy bia quảng cáo đâu này. Đảo thêm tiếp tục. Tôm lấu thịt. Đen hết được. Quá ngon luôn. Cái như cái đứa này. Chơi mày chơi nhiều quá chán rồi, xong rồi lại chơi thử nữa.
quả ấn phát vào hồi nãy luôn, không phải không biết đâu đâu luôn. Hôm nay đầu tư có một xe đấy nhá. Đang ngồi máy này. Máy này phát sinh nắng lỗ. Đây nhá. Nó cứ lỗ ông câu 3/7 à 3/7 con cá hàng trong lọc kia. Cho làm sao cái đi nó mọc cái này. Đó. Bây giờ bắt thử nó đi chạy ra này. Bắt rồi đi ra. Thank you.
được. Đấy, hôm nay đi chùa đấy, đi chùa rất thương. Đã được cân này. Ôi, được hơn mang đấy. Đầu tư có một xe, gỡ là tiền này. Đánh nằng nhằng thế cũng được. Một man 8C 800 yên. Coi như là ăn mang.